Cho phi hành gia dũng cảm và cô độc. Một mùa đông lạnh giá, âm 20 độ tại thủ đô Moscow, Laika, một chú chó lai mang trong mình dòng máu của giống chó Siberian Husky, lang thang trong một ngõ hẻm cùng những người bạn của mình để tìm kiếm thức ăn. Ít lâu sau, chú được lựa chọn làm ứng viên cho một sứ mệnh đặc biệt. Người ta chọn Laika vì người ta tin rằng những chú chó lang thang vô chủ như em thường tự học được cách chịu đựng nghịch cảnh khắc nghiệt của nhiệt độ và việc thiếu thốn thức ăn. Đây là hai trong những điều kiện thử thách trong sứ mệnh mà người ta muốn em thực hiện: bay thử nghiệm ra ngoài vũ trụ để huấn luyện tinh thần và thể trạng trước chuyến bay lịch sử. Các nhà khoa học lựa chọn nhiều ứng cử viên cùng lúc với Laika, rồi kiểm tra mức độ thuần phục và vâng lời của chúng. Nhưng cuối cùng, chỉ có hai chú chó chịu đựng được các bài thử nghiệm khó khăn, bao gồm Laika và ứng viên dự bị của Laika, Andina. Trước khi bay vào vũ trụ, các bác sĩ tiến hành cấy thiết bị y tế vào cơ thể chúng nhằm theo dõi sung tim, nhịp thở, huyết áp và chuyển động vật lý. 3 ngày trước khi khởi hành theo lịch trình, sau khi được tắm rửa sạch sẽ và trải chuốt cẩn thận, người ta đặt chú chó 3 tuổi nặng 16 kg vào chiếc lồng chật hẹp bên trong khoang lái của con tàu Sputnik 2. 5 giờ sáng ngày 3 tháng 11 năm 1957, tàu bay vũ trụ Baikonur Cosmodrome nhộn nhịp hơn mọi ngày. Đúng 5:30 sáng, tàu vũ trụ Sputnik 2 được phóng lên quỹ đạo trái đất, mang theo Laika, chú chó dũng cảm vượt qua mọi thử thách khắc nghiệt dưới mặt đất với trọng lực gấp 5 lần bình thường. Tiếng gầm rú của động cơ phản lực rung động mạnh cộng với áp lực khổng lồ đè nặng lên cơ thể bé nhỏ khiến Laika hoảng loạn thực sự. Lúc ấy, người ta đo được nhịp tim của nó đập mạnh gấp 3 lần so với bình thường, còn nhịp thở thì gấp 4 lần. Tuy nhiên, Laika đã dũng cảm vượt qua thử thách thực tế khắc nghiệt trong đời. Nó đã hoàn thành nhiệm vụ bay vòng quanh trái đất trong khoảng thời gian 103 phút bên trong con tàu nặng hơn 500 kg. Nhưng có một sự thật cay đắng, đó là Sputnik 2 không được thiết kế để chống cháy và hạ cánh trở về trái đất. Trước khi bay, Laika mặc nhiên được giao thực hiện sứ mệnh cảm tử. Nó sẽ chết trên chuyến bay cùng con tàu đã cùng nó chu du ngoài không gian. Người ta đã hy vọng Laika sẽ chết vì thiếu dưỡng khí sau vài ngày chu du ngoài không gian, bởi nguồn sống ít ỏi cung cấp cho nó chỉ là một bữa ăn và nguồn oxy đủ để thở trong 7 ngày. Thế nhưng chỉ vài giờ sau đó, một sự cố kỹ thuật đã xảy ra. Sputnik 2 mất lá chắn nhiệt. Điều này khiến cho thân tàu nóng lên đột ngột. Laika chết, rồi đến lượt Sputnik 2 chết theo. Khoảng 2 tháng sau cái chết, cơ thể Laika và chiếc kén vẫn bị thần trôi giạt trên quỹ đạo trái đất. Mà đến năm 1958, Liên Xô mới thu hồi được xác của phi thuyền, còn Laika và chiếc kén của mình đã cùng nhau trở thành tro bụi bởi nhiệt độ cao của ma sát với bầu khí quyển. Xét ở góc độ khoa học, chuyến bay lịch sử của Laika đã mở đường cho những sứ mệnh không gian về sau do con người thực hiện. Laika chết, nhưng chú lại tạo cơ hội cho các nhà khoa học Liên Xô nghiên cứu bước đầu về những phản ứng của sinh vật sống trong môi trường không gian.